Vật liệu cần chuẩn bị như sau: 200g thịt ba rọi, 100g tôm sú hay tôm đất. Cho phần nước chấm, các bạn sẽ chuẩn bị gan gà hoặc gan heo, hành tím, tỏi và ớt. Gia vị đi kèm sẽ gồm có nước mắm ngon, muối, tiêu, đường, bột ngọt, dầu ăn và tương bắc. Đối với lại phần thịt thì các bạn sẽ luộc chín. Trong quá trình luộc, chúng ta sẽ nêm vào trong nồi nước luộc một chút nước mắm ngon và một chút muối. Sau khi thịt chín, các bạn sẽ vớt ra, xả qua nước lạnh và để thật nguội. Làm như vậy thì miếng thịt sẽ săn lại và không bị thâm đen. Phần tôm chúng ta có thể luộc hay là hấp chín. Và sau khi luộc và hấp, chúng ta sẽ bóc vỏ, tức là các bạn sẽ bóc nõn. Bây giờ thịt thì chúng ta sẽ cắt mỏng. Cũng tùy loại, ví dụ như tôm to quá thì chúng ta sẽ phải xẻ đôi. Trong trường hợp mà tôm nhỏ thì các bạn có thể để nguyên. Nhưng theo thiện ý của tôi thì dù là to hay bé, chúng ta cũng nên tách con tôm ra làm đôi. Bởi vì làm như thế này, lát nữa khi các bạn để vào cái bánh đa, chúng ta cuốn lại thì sẽ đẹp hơn và dễ cuốn hơn. Lá hẹ thì các bạn biết rằng cái cọng hẹ nó sẽ có một đầu cứng và nó chẽ ra thành nhiều cái lá mỏng thế này. Thì các bạn sẽ cắt cho tôi khoảng 10cm. Cái phần lá mỏng này chúng ta không sử dụng đến, chúng ta chỉ sử dụng cái phần có cái đầu cứng này thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn tiếp các bạn qua phần làm cái phần nước chấm. Bây giờ phần gan thì tùy ý các bạn chọn. Nếu chúng ta thích ăn gan gà thì chúng ta chọn gan gà, còn không thì các bạn ăn gan heo cũng được. Nhưng đối với gan gà thì phần gan gà này sẽ cho cái độ béo nhiều hơn. Bạn sẽ băm nhuyễn. Chúng ta để chảo nóng, sau đó cho dầu ăn vào chảo. Khi phần dầu trong chảo đã nóng ra, các bạn sẽ cho tỏi vào, cho một chút xíu hành. Xào cho hành tỏi có mùi thơm. Bạn sẽ cho gan vào. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây một chút xíu nước mắm ngon. Chúng ta sẽ nêm đường và nêm một chút xíu bột ngọt. Khi gan đã bắt đầu chín, chúng ta sẽ cho tương bắc vào đây. Các bạn đảo cho phần tương ở trong chảo sôi. Phần tương trong chảo đã được, bây giờ tôi chỉ cho vào đây một chút xíu ớt nữa thôi. Thế. Khi dùng, các bạn có thể cho vào đây một chút xíu mè rang hoặc là đậu phộng rang giã dập. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn. Trước hết chúng ta để bánh tráng và để cho đẹp cái cuốn, gọi cuốn, chúng ta gấp hai bên lại. Sau đấy các bạn sẽ đặt một lá rau xà lách lên đây. Nếu mà lá to thì chúng ta chỉ cần đặt một thôi. Nếu bé thì chúng ta sẽ đặt hai. Và nếu mà đặt hai thì các bạn sẽ phải chở đầu, tức là để cho hai cái đầu mềm nó ra ngoài, cái phần cọng cứng nó vào trong. Bây giờ chúng ta cho vào đây một ít bún tươi. Một ít ngò. Thế. Và để cho thấy phần thịt và phần tôm bên ngoài, các bạn sẽ đặt không phải là tôm và thịt để trên bún, mà chúng ta sẽ đặt ở giữa này. Ở đấy này, ta đặt như này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt hai nửa con tôm. Khi đặt hai nửa con tôm thì các bạn nhớ phải cho cái màu đỏ ra ngoài nhé. Đấy. Rồi chúng ta cuốn nhé.
rồi cuốn một vòng thì chúng ta đặt cái cọng hẹ vào đây, chừa ra ngoài một đoạn. Và để giữ cái phần này, bạn sẽ nhúng một ít nước vào tay và chét vào chỗ bánh tráng này. Bánh tráng chỗ này mềm sẽ giữ lại. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một món ăn nhẹ đặc biệt của người miền Nam. Các bạn có thể cuốn và ăn vào những ngày chủ nhật nóng bức. Chúng ta dọn cùng cho cả nhà ăn trong khi đợi bữa ăn chiều.